Chào các bạn, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ nói về vận trình tử vi tuổi Dần trong năm Canh Tý 2020. Có thể thấy bản mệnh không còn chịu sự kìm kẹp của thái tuế, cả công danh và tài lộc đều vươn lên không ngừng. Song tiếc là nhân duyên còn lận đận, chưa có được hạnh phúc như mong muốn. Để năm 2020 có nhiều may mắn hơn, Phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn cho các bạn tuổi Dần trong năm 2020. Hãy liên hệ với chúng tôi để được nhận quà nhé! Ngay sau đây, Phong thủy may mắn sẽ luận giải tổng quan về tử vi tuổi Dần năm 2020. Theo dõi tử vi 2020 của tuổi Dần, con giáp này trong năm không chịu nhiều ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt đi phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý, Dần Thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế Tý Thủy có chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can canh kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Xem vận trình sự nghiệp tuổi Dần năm 2020, về cơ bản con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Điểm đặc biệt trong năm Canh Tý này là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí cho thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cũng cần phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ có cơ hội chứ không cho may mắn. Để năm 2020 có chút khởi sắc hơn, Phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn cho các bạn tuổi Dần. Hãy nhớ liên hệ với chúng tôi để nhận được món quà này nhé! Ngoài ra, Thái Tuế là Tý Thủy, là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ, hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cẩu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, nên hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay chó để tránh những thương tích không đáng có. Tiếp theo, hãy cùng Phong thủy may mắn tiếp tục đi vào chi tiết về sự nghiệp của tuổi Dần. Tử vi sự nghiệp tuổi Dần năm 2020. Sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành, thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan, tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Tuy vậy, người tuổi Dần cũng cần phải cẩn trọng vì dễ có tiểu nhân hãm hại, gây điều tiếng xấu. Chính vì thế, hãy thỉnh ngay vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tăng cường tài lộc. Có quý nhân phù trợ thì ắt công việc sẽ dễ dàng, được như mong muốn. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Tử vi tài lộc tuổi Dần năm 2020. Xem vận trình tài lộc tuổi Dần năm 2020, con giáp này có canh kim thiên quan, tọa thái tuế chính ấn. Trong năm, đường tài lộc khá là tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc là người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì thì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Để cho công việc kinh doanh của bạn được hanh thông hơn, hãy sử dụng mặt dây thập nhị bát bảo.
Thập nhị thần bát bảo là vật phẩm phong thủy được thiết kế bằng bạc 925, mặt trước là bát bảo tượng trưng cho 8 bảo vật quý của nhà Phật, dùng để tăng phúc đức, phúc phần, kỵ tà, đem lại may mắn. Mặt sau của thập nhị thần bát bảo là hình tượng của thập nhị địa chi 12 con giáp, trong cùng là âm dương bát quái, có tác dụng chiêu quý nhân từ 12 phương vị giúp cho bạn có được công việc hanh thông, tài lộc tăng tiến. Tử vi tình cảm tuổi Dần năm 2020. Xem tình duyên năm 2020 của tuổi Dần, bản mệnh đào hoa không quá vượng, song tuế can canh kim sinh thương quan tinh. Mà đây lại là ngôi sao đào hoa của nữ mệnh nên nữ tuổi Dần vẫn có nhiều cơ may đón nhận hạnh phúc. Những cô gái tuổi Hổ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với những người khác phái. Không phải tất cả những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất mệnh chủ cũng được tiếp xúc và có cơ hội làm quen, tìm hiểu với nhiều người hơn so với bình thường. Song nữ mệnh lưu ý, đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ tình yêu tới. Bạn cần phải chủ động nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, có thể dựa vào các mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu cho mình. Với nam tuổi Dần, mệnh chủ còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới, nên tình duyên đã ít thì lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu với nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình yêu quá ảm đạm. Đào hoa là tài tinh, là nhân duyên, nó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Với những bạn chưa lập gia đình, để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái nên khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu về nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Với những người đã lập gia đình, để vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải. Tử vi sức khỏe tuổi Dần năm 2020. Sức khỏe của tuổi Dần trong năm Canh Tý 2020 theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Song trong năm Thái Tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể cũng sẽ tác động một phần. Mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Bạch Hổ và Tang Môn hung tinh đại diện cho tai họa tăng tốc, họa huyết quang, họa nước, họa lửa. Mệnh chủ nên tránh tranh chấp xung đột với người khác, không động khẩu, càng không nên động thủ. Hạn chế tham gia các hoạt động hay là trò chơi mạo hiểm, không nên đến những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả để vui chơi, cũng hạn chế đi đến những nơi âm u, ẩm ướt. Nên tránh gây chuyện với các cơ quan công quyền, các đơn vị xã hội. Trong năm có họa thị phi, giữ mình bình an vẫn là chuyện quan trọng nhất. Để giảm tà khí, sát khí, hạn chế bớt phần nào về sự hao tổn, suy giảm sức khỏe, các bạn tuổi Dần hãy thỉnh thập nhị bát bảo để đem lại may mắn, tránh được vận đen trong năm 2020. Tử vi tuổi Dần năm 2020 theo từng tuổi chi tiết. Tử vi 2020 tuổi Canh Dần, sinh năm 2010, tùng bách mộc. Tuổi Canh Dần sinh năm 2010 sẽ có vận trình năm 2020 khá là tốt. Con giáp này có ý chí, có quyết tâm, từ nhỏ đã có chí học hành, chỉ cần dồn sức tập trung toàn bộ lên chuyện học tập thì chắc chắn sẽ thu được kết quả không tồi. Tuy nhiên, bản mệnh nên lưu ý hơn đến các mối quan hệ bạn bè, tính tình con giáp này có phần cố chấp, ngang ngạnh, tính tự tôn cao, không giỏi giao tiếp, dễ xảy ra tranh chấp với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Trẻ nhỏ nhiều chuyện chưa kiểm soát được mình, cha mẹ cần theo sát để bảo ban, uốn nắn cho con. Hãy hướng dẫn cho con cách xử lý các mối quan hệ, cách giao tiếp với mọi người, cách để tránh phạm lỗi và sửa sai. Hãy cho con tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè cùng trang lứa, học cách sống hòa đồng, chan hòa với tất cả mọi người, nhất là bạn cùng tuổi. Trong cuộc sống hàng ngày, cần chú ý chuyện ăn uống, đường tiêu hóa của Canh Dần không được tốt, dễ bị nhạy cảm với đồ lạnh hay là đồ cay nóng.
Tử vi 2020 tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 thành Đầu Thổ. Năm Canh Tý, người sinh năm 1998 học hành tấn tới, thành tích học tập càng ngày càng đi lên. Trong thời gian này thì mệnh chủ nên tranh thủ học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho bước đường tương lai sau này, tạo nên móng vững chắc để sự nghiệp của mình được thuận lợi, suôn sẻ từ những bước đầu tiên. Song mệnh chủ cần lưu ý trong chuyện xã giao nên giữ thái độ khiêm nhường cầu thị. Mệnh chủ tự coi mình là nhất, không thích đi theo trào lưu, không thích tiếp xúc trò chuyện với mọi người thì càng khiến cho bản thân bị người khác ganh ghét, đố kỵ. Hãy tự kiểm điểm bản thân đúng từ phương diện của đối phương để suy nghĩ. Trong công việc thì con giáp này tinh thần sa sút, sức tập trung kém nên dễ mắc phải sai lầm không đáng có. Họa huyết quang đi theo, dễ tai nạn chảy máu. Trong năm làm gì cũng phải cẩn trọng. Ngoài ra, nhớ chú ý các bệnh về gan, thận, bàng quang. Tử vi 2020 tuổi Bính Dần sinh năm 1986, Lư Trung Hỏa. Bước sang năm 2020, vận trình người tuổi Hổ sinh năm 1986 không được tốt cho lắm. Sức khỏe kém, thành tích làm việc không được như ý, dễ vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến công việc. Bạn đang mù mờ trong các kế hoạch tương lai của mình, chưa có mục tiêu rõ ràng, hiệu quả làm việc cũng vì thế mà giảm sút. Tâm tư có phần bất an, mệnh chủ có thể thử thay đổi không khí làm việc, chuyển vị trí hay thử sức mình ở những lĩnh vực mới, biết đâu có thể thay đổi được tình hình. Con giáp này cũng nên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của mình, đừng ngại học ở bất cứ lứa tuổi nào nhé. Về phương diện tình cảm, con giáp này nếu còn độc thân thì vận trình không được tốt cho lắm. Mệnh chủ có thể nhờ bạn bè giới thiệu mà quen biết được đối tượng, không tồi. Song có thể rơi vào cảnh có duyên mà không có phận. Đừng quá đau buồn, hãy tham gia thêm các hoạt động xã hội, đi tụ tập cùng bạn bè, biết đâu đào hoa lại tới. Tử vi 2020 tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, Đại Khê Thủy. Năm 2020 mệnh gì? Người tuổi Dần mệnh Đại Khê Thủy năm 2020 vận trình khá là tệ. Sự nghiệp bất ổn, khả năng phát triển kém, khó nhận được sự công nhận và tán thưởng của mọi người. Dù là rất cố gắng, nhưng số lận đận, không có quý nhân phù trợ, áp lực công việc ngày càng lớn, hiệu quả làm việc thì không cao. Do công việc bận rộn, căng thẳng kéo dài nên ăn uống kém điều độ, sinh hoạt không đủ khoa học, sức khỏe cũng theo đó mà đi xuống. Nếu tiếp tục trong thời gian dài thì dễ bị bệnh về tiêu hóa, gan, thận, nên tránh hút thuốc, uống rượu bia, ăn ít đồ mặn, đồ dầu mỡ. Từ giữa năm vận trình dần khởi sắc hơn, có thể làm tốt nhiệm vụ của mình trong công việc. Bản mệnh sẽ được đánh giá cao nhờ sự quyết đoán dứt khoát trong công việc, hiệu quả và chất lượng công việc cũng được tăng cao. Việc đã nhận là hoàn thành xuất sắc, mang về lợi nhuận không nhỏ cho công ty. Thời điểm cuối năm cát khí vượng, người tuổi Dần sinh năm 1974, dễ gặp được quý nhân. Được quý nhân đề bạt lên vị trí cao hơn, bạn cần nắm vững cơ hội trong tay và thể hiện năng lực hết mình, khả năng thăng quan tiến chức, tăng lương, tăng thưởng rất nhiều. Tử vi 2020 tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, Kim Bạch Kim. Người tuổi Nhâm Dần năm 2020 này vận trình không được như ý muốn, sự nghiệp bị cản trở rất nhiều, bản thân con giáp này kiến thức chuyên môn không vững vàng nên khả năng thăng tiến cũng thấp. Bản mệnh dễ phạm phải sai lầm, bị khách hàng, đối tác phản ánh, thành tích làm việc kém, dễ nảy sinh tranh chấp, xung đột với cấp trên, lại bị tiểu nhân lén tung lời đồn thổi thị phi, khiến cho thân bại danh liệt, làm gì cũng khó khăn hết mức. Về phương diện tài lộc, con giáp này chi nhiều hơn là thu, các khoản thu nhập sụt giảm, dễ gặp phải khủng hoảng tài chính. Trong năm Canh Tý nên tìm cách giữ tiền hơn, đừng tùy tiện thay đổi công việc, hành sự cũng nên thận trọng, hạn chế ra ngoài rượu chè tiếp khách. Nên dành thời gian để bồi dưỡng thêm kiến thức, củng cố chuyên môn, cũng có thể đi chơi, đi du lịch một thời gian ngắn để giải tỏa áp lực, nạp lại năng lượng cho công việc mới. Tử vi 2020 Canh Dần sinh năm 1950, Tùng Bách Mộc. Xem tử vi 2020 của tuổi Canh Dần, những bạn sinh năm 1950 sẽ có một năm không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm. Dù ít hay nhiều thì cũng sẽ đụng phải chuyện không như ý, khiến kế hoạch đề ra không được thực hiện. Bản thân con giáp này là người khá cố chấp và nhiều thành kiến, tính tình lại tự cao, không thích tham khảo ý kiến của người khác.
các mối quan hệ xã giao kém, dễ nảy sinh mâu thuẫn với mọi người. Bản mệnh nên học cách kiềm chế cảm xúc để tránh vì bốc đồng, sốc nổi mà làm mất hòa khí. Nên dành thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động cùng người đồng tuổi, vừa để tăng tình đoàn kết, vừa để giải tỏa buồn phiền. Lưu ý nên tránh các hoạt động mạnh, vận động trong thời gian dài, chỉ nên tập thể dục thể thao nhẹ nhàng, vừa giúp cho tâm trạng thoải mái, vừa tăng cường sức khỏe, đừng ham ganh đua mà tự hại mình. Trong năm, bản mệnh dễ gặp tai nạn bất ngờ, không nên đi du lịch nước ngoài theo đoàn, có thể lợi dụng việc hiến máu nhổ răng để ứng họa huyết quang, giảm bớt tai ương. Về tài vận, năm Canh Tý tuổi Dần này không lo túng thiếu tiền bạc, tiền lương hưu khá dồi dào, đủ để chi tiêu. Tuy nhiên nên nhớ hãy chi tiêu hợp lý, đừng tham lam mà nghe lời dụ dỗ đầu tư vào những thứ mình không thực sự hiểu, dễ bị lừa gạt tiền mất tật mang. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Dần năm 2020. Tử vi tháng 1 2020 âm lịch. Tháng đầu tiên năm Canh Tý là khoảng thời gian mà vận trình tuổi Dần khá là ổn định, về tổng thể đạt được mức tăng tiến nhất định. Con giáp này có tín hiệu tốt trong sự nghiệp, phát triển khá thuận lợi theo mục tiêu đã đề ra. Bản mệnh đủ năng lực để giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ, nhiệm vụ vào tay là xử lý đâu vào đó, được cấp trên vô cùng là tán thưởng. Về tài vận thì tuổi Dần có thu nhập vững vàng. Tuy là thời điểm cuối năm vừa rồi mất khá nhiều tiền phong bì, phong bao, song dần dần trong năm cũng lấy lại được vốn. Về đường tình duyên, quan hệ giữa bản mệnh và người ấy rất tốt, đôi bên hiểu và thông cảm cho nhau, ít khi vì những áp lực trong cuộc sống hay chuyện con cái mà nảy sinh mâu thuẫn. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Tử vi tháng 2 âm của tuổi Dần báo động về sự sụt giảm trong vận trình sự nghiệp của con giáp này. Riêng đường tình duyên thì vẫn khá là ổn định và trên đà tăng tiến tốt. Trong tháng, con giáp này gặp không ít khó khăn trong công việc, thất bại chồng chất khiến cho bản mệnh dần mất đi lòng tự tin của mình. Trong trường hợp năng lực có hạn, con giáp này nên nhìn nhận rạch ròi sự khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực, hãy sống thực tế, làm việc thực tế. Vì đường tình duyên, bản mệnh và người ấy bên nhau quấn quýt không rời, song cũng có lúc vì áp lực công việc mà không kiểm soát được cảm xúc, trút giận lên đối phương, gây ra những vết rạn nứt trong quan hệ đôi bên. Đừng bỏ qua cách giải tỏa áp lực nhờ áp dụng yếu tố phong thủy cực đơn giản. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch. Theo dõi vận trình tháng 3 năm 2020 âm lịch, những chú hổ đang phải đối mặt với sự sụt giảm từ từ trong tài vận của mình. Sức khỏe thì bình bình, không tốt mà cũng chẳng xấu. Dù là vận chính tài hay thứ tài thì tuổi Dần cũng không gặp may, chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra khiến cho thu chẳng đủ bù chi. Đứng trước nguy cơ tài chính lớn nhất từ trước đến nay, có thể bản mệnh sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc trong tháng tìm cách vay mượn, xin trợ giúp của bạn bè và người thân. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh cần lưu ý thêm về cân bằng tâm lý, đừng để áp lực công việc khiến mình mất cân bằng cảm xúc. Tiền bạc và công việc tuy quan trọng, nhưng bản thân thấy vui vẻ và hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Hãy học cách suy nghĩ tích cực, lạc quan khi đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 4 này, tuổi Dần đang có khá nhiều biến động trong tài vận. Theo hướng tiêu cực thì tiền của trong túi đang không cánh mà bay. Về công việc, bản mệnh cần phải lưu ý khi xử lý các giấy tờ, văn kiện quan trọng, nhất là những bạn làm thư ký, văn thư hay là trợ lý, kế toán. Cần tập trung tinh thần khi làm việc, chú ý đến mọi tiểu tiết dù là nhỏ nhất để tránh sai lầm không đáng có. Tài vận của tuổi Dần trong tháng 4 này không ổn, bản mệnh cần phải xác định rõ nguồn thu chủ yếu của mình đến từ công việc chính. Không nên tùy tiện mang tiền bạc cho bạn bè vay mượn hay là đầu tư khi bản thân chưa thực sự hiểu. Nếu không làm được như vậy, tiền chỉ có không cánh mà bay thôi. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch. Tiến sang tháng 5 âm lịch, người tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến tích cực trong đường tình duyên, sức khỏe trong tháng cũng khá là tốt. Người độc thân tháng này có thể sẽ tìm được người thầm thương trộm nhớ mình, bày tỏ tình cảm. Giữa hai người có nhiều cơ hội để phát triển từ tình bạn lên tình yêu. Với những bạn đang có người yêu thương thì hãy học cách dành cho đối phương có không gian riêng, đừng giữ nhau quá chặt mà khiến cho đối phương cảm thấy chán ghét, mệt mỏi và muốn thoát ra khỏi mối quan hệ đó.
Về phương diện sức khỏe, tuổi Dần dù nhiều tuổi hay là ít tuổi thì cũng đều không phải chịu sự giày vò của bệnh tật. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần phải lưu ý đến chuyện ăn uống, sinh hoạt điều độ, đừng ham ăn, ham uống mà gây hại cho sức khỏe lâu dài. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch. Tháng 6 2020 âm lịch này, sự nghiệp của tuổi Dần khá là ảm đạm, song tình duyên so với tháng trước thì có phần lại sa sút hơn. Trong tháng này, công việc của bản mệnh đang gặp nhiều khó khăn, tuổi Dần dễ bị người khác thêu dệt chuyện thị phi thất thiệt. Trong quá trình làm việc, bàn bạc, thương lượng với khách hàng, bản mệnh hãy kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, đừng nói năng thiếu suy nghĩ mà mang họa vào thân. Mệnh chủ có thể đắc tội với khách hàng dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như là bị kiện cáo, vướng vào vòng lao lý. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có sự công bằng, bạn đừng mong chờ rằng ông trời lúc nào cũng thương người. Trong chuyện hôn nhân thì những chú hổ có cái tôi khá lớn, thường là vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi cọ xung đột với nhau, đôi bên lại không kịp ngồi lại nói chuyện bàn bạc với nhau, nên những hiểu lầm càng về cuối tháng thì càng trở nên sâu sắc, tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà phai nhạt dần. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch. Trong tháng cô hồn năm 2020 không mang tới quá nhiều tin xấu cho những chú hổ, mà ngược lại con giáp này lại có được con đường sự nghiệp và tài lộc càng ngày càng tăng tiến. Về phương diện sự nghiệp thì tuổi Dần có sự linh hoạt và sáng tạo trong cách làm việc, biết cách lợi dụng các mối quan hệ xã giao để tạo ưu thế cho mình trong công việc. Người làm kinh doanh sẽ tự tay tạo dựng được không ít cơ hội kiếm tiền, dù là người làm ăn lớn hay là kinh doanh nhỏ thì cũng có được may mắn về tài lộc. Tháng 7 âm tuổi Dần sẽ có được nguồn thu như mình mong muốn. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch. Vận trình tình cảm tháng 8 2020 âm lịch của tuổi Dần vẫn không có nhiều điểm báo khởi sắc, sức khỏe của bản mệnh cũng có phần sa sút. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy bị nhiều người khác can thiệp, khiến cho tình cảm đôi bên phần nào bị ảnh hưởng, thậm chí đối phương có thể vì thế mà sinh lòng nghi ngờ, hiểu lầm tình cảm của bạn dành cho họ. Tình cảm bị dao động trong khi bản thân con giáp này vẫn mong muốn níu giữ. Tuy nhiên có những lúc chúng ta cần phải học cách buông tay nếu không còn khả năng nắm tay nhau đi tiếp trên con đường đời của mình. Tình cảm cưỡng ép không thể mang lại hạnh phúc. Thời điểm này thì bản mệnh có việc ra ngoài tốt nhất nên cẩn thận, lưu ý khi tham gia giao thông, hạn chế xung đột tranh chấp với người khác, giảm nguy cơ bị ngã, bị thương, vướng vào họa huyết quang. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Tiến vào tháng 9 âm, tuổi Dần không có nhiều biến chuyển trên con đường sự nghiệp, còn đường tình duyên thì vẫn rơi vào trạng thái ảm đạm, không có gì đáng mừng. Trong công việc thì con giáp này cần phải sửa thói tự cao tự đại của mình, học cách khiêm nhường, cầu tiến, biết cách lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác, nhất là khi người góp ý cho bạn là cấp trên, lãnh đạo. Về phương diện tình cảm tháng 9 này, tuổi Dần dễ bị thất tình, nguy cơ bị phản bội khá lớn. Đừng quá đau buồn nếu lỡ như tình cảm bạn trao gửi không được đáp lại như mong muốn, có thể đôi bên chưa đủ duyên để đi cùng nhau tới cuộc đời. Hãy suy nghĩ theo hướng tích cực và tự vực dậy, tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc thuộc về riêng mình. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch năm 2020, vận trình tài lộc của tuổi Dần thăng hoa rực rỡ, tài lộc cực vượng, trước giờ không có gì so sánh nổi. Sức khỏe của bản mệnh cũng đạt được mức lý tưởng, không cần phải lo lắng nhiều. Thời điểm này thì tuổi Dần gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, bản mệnh dễ có được nguồn thu bất ngờ, nhất là những người có thói quen mua xổ số cầu may thì khả năng trúng số trúng thưởng là rất cao. Sức khỏe thì về cơ bản không có vấn đề gì quá lớn, song cần chú ý sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, hạn chế thức khuya sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch. Sự nghiệp của tuổi Dần tháng 11 này khá là tốt, bản mệnh được quý nhân giúp sức nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, khả năng tăng tiến cũng khá là tốt. Đường tình duyên của con giáp này khá ổn định, có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh gặp khá nhiều khó khăn và rắc rối trong công việc, song dù khó khăn tới đâu thì cũng có quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù rắc rối tới đâu thì cũng có quý nhân ở bên gỡ rối, giúp cho mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Về chuyện tình cảm, người đang yêu sẽ có mong muốn tiến thêm một bước về lâu đài hôn nhân với người mình yêu. Trong khi đó, tình cảm vợ chồng tuổi này ngày càng sâu đậm hơn, gia đình đầm ấm hạnh phúc.
tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tuổi Dần có vận trình tổng thể khá là ổn định, nhất là sự nghiệp và tài lộc có tốc độ tăng tiến cực nhanh. Sự nghiệp của những chú hổ có những bước tiến mới, bước đại nhảy vọt thành công, phá vỡ những nút thắt còn tồn tại trước đó, giúp bản mệnh từng bước giành được sự tín nhiệm của cấp trên, có thể được ưu ái và trao cho thêm nhiều trọng trách, nhiều cơ hội để thể hiện mình. Về tài vận thì trong tháng chạp này tuổi Dần được thân tài ở bên che chở nên may mắn ngập tràn, dù có đi đường thôi thì cũng có thể nhặt được tiền rơi. Người làm kinh doanh lại càng có cơ hội hốt vàng hốt bạc, lợi nhuận tăng vọt, tiền bạc trong tay cũng tăng lên nhiều không kể xiết. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020, tử vi 2020 tuổi Dần cho thấy sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà tăng tiến tốt, tài lộc cũng vượng. Tuy nhiên tình duyên bất thuận, dễ xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Ngoài ra, trong năm sức khỏe tốt nhưng cũng có điểm báo về tai họa bất ngờ, cần phải thận trọng giữ mình. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc bát bảo tâm kinh để bình an, hạn chế tà khí. Theo phong thủy phi tinh năm 2020, trong năm Canh Tý này, người tuổi Dần nên lưu ý đến phương vị chính bắc trong nhà. Ở vị trí này, nếu để đồ đạc lộn xộn thì dễ gây rối loạn các trường khí, dẫn đến những tranh cãi mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà. Ngoài ra, trong năm nay, nếu đặt bàn ăn hay sofa ở góc tây nam trong nhà thì cũng nên di chuyển sang vị trí khác. Bởi điều này có thể kích hoạt thêm những trường khí xấu, khiến cho quan hệ tình cảm gia đình dễ bị rạn nứt. Tại phương vị Tây Bắc, cần phải giữ cho mọi thứ luôn sạch sẽ gọn gàng để không khí được lưu thông. Đây là đại tài vị năm 2020, nếu làm không đúng thì tiền kiếm về tay rồi cũng có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Từ đầu năm, có thể chủ động đi khám sức khỏe toàn diện hay là hiến máu nhân đạo để lấy máu ra khỏi cơ thể, giảm bớt những tai họa có thể xảy ra. Như đã hứa ngay từ đầu, chúng tôi nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Dần Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà, các bạn hãy liên hệ với chương trình nhé. Vừa rồi, phong thủy may mắn vừa tổng hợp và luận giải về tử vi tuổi Dần năm 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.